Phong thần đệ nhất bộ lai lịch của Lôi Chấn Tử. Ở trong Phong thần 1 của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện, ở phần cuối khi Cơ Sương đang bị vây khốn, đã có một quái vật thần người đầu chim có hai cánh cứu đi Cơ Sương bay về Tây Kỳ, đó chính là Lôi Chấn Tử. Vậy thì Lôi Chấn Tử có lai lịch và thần thông như thế nào? Vai trò của Lôi Chấn Tử trong phần 2 sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh giải trí tổng hợp tìm hiểu ngay sau đây. Ở trong Phong thần bộ 1 thì khi Cơ Sương trên đường tới Tây Kỳ đã gặp phải một trận sét lớn, nghe thấy tiếng khóc và phát hiện ra một đứa bé hình thù quái dị. Dương Tiễn và Na Cha đã muốn giết đi, nhưng Cơ Sương đã ngăn cản và nhận đứa bé này là con của mình. Sau đó Khương Tử Nha cũng nhờ Na Cha và Dương Tiễn mang nó về Ngọc Hư Cung để được dạy bảo và tu đạo. Cũng gần tương tự như vậy, ở trong nguyên tác của Phong thần diễn nghĩa, Lôi Chấn Tử cũng là một trong số các nhân vật chính, là đệ tử đời thứ 3 của Ngọc Hư Cung. Sau này có công rất lớn trong việc trợ giúp Vũ Vương phạt trụ. Sau một tiếng sấm đại tác tại Yên Sơn, đã đản sinh ra một vị tướng tinh, được Chu Văn Vương Cơ Sương đang trú mưa gặp phải, đem nhận là nghĩa tử. Cũng có lời sấm rằng đây là trời ban cho Tây Bá Hầu đứa con thứ 100. Bởi vì theo thiên lôi mà sinh, nên cũng đặt tên là Lôi Chấn Tử. Sau khi hàng thế liền bái Trung Nam Sơn Vân Trung Tử làm thầy, trở thành môn nhân đời thứ 3 của xiền giáo, từ nhỏ đã lên núi đọc sách, học tập võ tu tiên. Đã ở chỗ của Vân Trung Tử tu hành 7 năm có thừa, sau khi luyện thành một thân bản lĩnh, lại ăn vào hai quả tiền hạnh của Vân Trung Tử. Bởi vậy đã từ sau lưng mọc lên đôi cánh phong lôi, khi trưởng thành răng nanh mọc dài, tóc đỏ như chu sa, bề ngoài vô cùng quái dị, bộ dáng điều nhân, có chiều cao đến 2 trượng, tay cầm một thanh phong lôi hoàng kim côn, có sức mạnh lớn vô cùng, võ nghệ cao cường. Khi bay vũ động cánh chim thì tạo ra lôi minh oanh động khắp đất trời, mà lại tốc độ cực nhanh, một ngày có thể đi hàng vạn dặm. Lôi Chấn Tử cũng là truyền nhân duy nhất của Vân Trung Tử. Lôi Chấn Tử vào lúc 7 tuổi đã từng phụng mệnh xuống núi, bay đến Lâm Đồng Quan cứu cha là Cơ Sương chạy ra khỏi ngũ quan, đã dọa cho đám truy binh của Thương Trụ phải kinh hãi. Sau khi cõng phụ thần là Cơ Sương bay đến Kim Kê Lĩnh thì cũng liền tạm thời cáo biệt, rồi lại tiếp tục bay về núi tu luyện thêm một thời gian nữa. Khi võ vương Cơ Phát của Tây Chu bắt đầu phạt trụ thì Lôi Chấn Tử lại một lần nữa được sư phụ Vân Trung Tử phái xuống núi, lúc này mới chính thức xuất đạo cùng với các vị môn nhân khác của xiền giáo cùng nhau hợp lực chính thức chinh chiến với trụ vương, đã lập được rất nhiều công huân, trở thành một trong những vị tướng lĩnh cực kỳ quan trọng của phe Tây Kỳ. Lôi Chấn Tử đã nhiều lần trợ giúp Khương Tử Nha đánh trận giết địch, công danh rõ rệt. Lôi Chấn Tử am hiểu về tác chiến trên không, tạo ra lôi minh, từng đánh bại tướng địch là Tần Hoàn, cũng là một điều nhân có hai cánh ở sau lưng. Đến phần cuối thì vai trò của Lôi Chấn Tử bắt đầu trở nên mờ nhạt, cũng đã không còn xuất hiện nhiều như xưa nữa, bởi vậy mà các ưu thế không còn được biểu hiện rõ ràng. Nhưng mà người này võ lực cao cường, công thành có công, dũng mãnh thuần hiếu, chất phác trung thực. Mặc dù Lôi Chấn Tử cũng nhiều lần thất bại, nhưng rốt cuộc cũng kiên trì được cho đến khi Vũ Vương phạt trụ thành công. Sau khi Khương Tử Nha phong thần kết thúc, lúc này đồng môn chiến hữu của Tây Kỳ chỉ còn lại Lý Tĩnh, Kim Trà, Mộc Trà, Na Trà, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử và Vi Hộ, tất cả 7 người. Những người này vốn là nên ở lại nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng đều không muốn ở dưới nhân gian làm quan. Thế là đã chủ động từ giã bái biệt Khương Tử Nha cùng Chu Vũ Vương. Lôi Chấn Tử cùng với 6 người này lại tiếp tục về núi tu luyện. Cuối cùng sau nhiều năm đã thuận lợi nhục thân thành thánh vì thăng tiền giới, bảo hộ Chu Triều tồn tại 800 năm. Lôi Chấn Tử cũng không được phong thần, mà là nhục thân thành thánh, nhưng sau đó chức vị lại không rõ, bởi vì chức vị lôi thần là của Tần Hoàn, thủ hạ của Văn Trọng. Lôi Chấn Tử trong số các môn nhân đời thứ 3 của xiền giáo cũng là thuộc về trình độ trung đẳng, pháp lực không bằng những người như Na Cha, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, nhưng lại vượt trên Thổ Hành Tôn, Dương Nhâm cùng Vi Hộ. Số lần ra trận không nhiều, nhưng lại thắng ít bại nhiều. Trong các trận chiến thường được cử đi công thành đoạt trại. Lôi Chấn Tử thiện dùng về côn pháp. Hoàng Kim Côn kia chỉ cần quét một cái, uy lực tạo ra giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Phối hợp cùng tướng mạo cực kỳ hung ác của hắn, cũng khiến cho địch nhân sợ đến vỡ mật. Vũ lực bất phàm nhưng pháp lực bình thường, đa phần là dựa vào man lực, lại không có nhiều thần thông, cho nên đã nhiều lần thất bại và bị bắt. Ở trong nguyên tác có đoạn viết, luyện tự kim cương thể bất hôn, chính là ám chỉ Lôi Chấn Tử về sau trở thành kim cương Tây Phương. Cùng bất tử bất diệt vẫn là có sự chênh lệch.
Đồng môn vi hộ của Lôi Chấn Tử là hộ tam giáo pháp môn của Toàn Chân. Na Cha Tam Thái Tử, về sau là Tam Hà Tam Đàn Hải Hội Đại Thần ở trong Tây Du Ký, còn Lý Tĩnh trở thành Thác Tháp Thiền Vương Hàng Ma Đại Nguyên Soái. Mặt khác, ở trong nguyên tác Phong Thần đã nói, Lôi Chấn Tử chính là tướng tình xuất hiện. Lôi Chấn Tử là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, chính là do tác giả Hứa Trọng Lâm Phong Thần tự sáng tạo ra cái nhân vật giả lập này. Cho nên Lôi Chấn Tử không hề tồn tại ở trong bất kỳ một tông giáo hay thần hệ nào. Thân là đứa con thứ 100 của Chu Văn Vương, trong nguyên tác còn nói rằng Lôi Chấn Tử đảm bảo Chu gia 800 năm. Tựa hồ là đã đem Lôi Chấn Tử trở thành một vị thần hộ quốc của nhà Chu. Nghiêm ngặt dựa theo Phong Thần để mà phân tích, thì Lôi Chấn Tử hình tượng mặc dù là sử dụng lôi pháp, nhưng Lôi Chấn Tử cũng không phải là lôi công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một cái video mình phân tích về cái bộ mà Phong Thần đệ nhất bộ. Và những cái video phân tích này là nói về những nhân vật đã xuất hiện ở trong cái bộ phim này. Đây là bộ phim khá là đình đám, nhưng mà mình biết là có rất nhiều bạn chúng ta chưa hiểu về những nhân vật trong đó như nào. Đây là một cái video mình nói về Lôi Chấn Tử. Nếu mà bất kỳ bạn nào mà còn thích mình mà nói về những nhân vật khác như là Khương Tử Nha này, Dương Tiễn, Na Cha trong nguyên tác như thế nào và quá trình phát triển ra sao, hay kể cả Bá Ấp Khảo này, Trụ Vương thực tế là người như thế nào, Đát Kỷ ra sao, thì các bạn cứ comment ở dưới thì mình sẽ làm hết cho bạn về cái bộ này. Mình cũng đã có một cái video nói về cái quá trình diễn biến của Phong Thần đệ nhị bộ rồi đấy. Và tiếp theo, nếu mà khi mà Phong Thần đệ nhị bộ ra thì mình sẽ làm tiếp cái nội dung về Phong Thần đệ tam bộ cho các bạn. Ok, nếu mà các bạn thích làm về nhân vật nào, các bạn cứ để lại comment các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.